Dạ, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình lên trên trên rẫy, mình có mua cá thác lát nè, với lại mình nấu lẩu khổ qua. Cái này là khổ qua nè, cái này là ăn kèm với rau cải cúc. Cá thác lát này mình cũng nêm gia vị muối, đường, bột ngọt với tiêu với củ hành. Mình bỏ vô trong đây nè. Đây bắt đầu. Giờ mình quết cho nó dẻo lại. Thì mình nấu đơn giản à, theo ấy thì mình phải có xương mình nấu nước dùng. Còn này thôi lên trên rẫy cũng ăn cũng đơn giản. Chút mình nấu nấu nước mình thả vô. Nấu nước cái mình thả vô. Cho hai muỗng canh dầu vô đây. Mà lấy khẩu nước để tí một chút. Cho miếng hành lá, hành củ vô. Để mình nấu đơn giản. Mình lấy nước nào nấu đây? Có nước lọc. Nó thơm ha. Mình cho miếng muối vô đây. Đây mình nấu lẩu đơn giản. Cho 3 muỗng hạt nêm vô. Tại mình không có xương. Đi công chuyện gấp quá. Dạ, muỗng bột ngọt. Linh nó ăn cái heo quay được nè. Anh dạ, nấu miếng cơm cho nó. Dạ, đúng rồi, ăn cho đồ ăn nóng kèm để hai muỗng cũng được. Tại bé này nó bú bú mẹ không à? Mình đúng rồi, con em nó bú mẹ tới 8 tháng mà chị. Mình cho miếng dầu vô cho nó dễ. Có màu sắc luôn hay mà. Có cái dao bào của cô đâu mất tiêu không biết. Này không thấy. Đó gì mà sắc, sắc mỏng chỉ có sắc mỏng. Đây có cô này, cô chuẩn bị cô nấu cơm nè. Chị lên cùng chơi nè.
Nãy giờ ra vườn có thu hoạch được gì không? Không có gì hết, xèo. Xèo không à. Chưa, mùa này chưa có gì hết. Chị ơi, nay đi bán nè. Ừ, mà hổm này dịch quá bán chị cũng sợ. Có em bé nè. Ừ. Hạn chế tiếp xúc. Vậy hổm này mấy ngày lễ nghỉ riết à, tính thôi chắc nghỉ qua. Cái bán thì tội nghiệp nó bán rồi mình đông khách đông, mình đâu có thêm ghế đâu. Ừ, cũng khổ. Vậy đi chị cho nó an toàn. À, đúng rồi. Con đi vườn không bà cô chú ơi, mẹ có mua cho cây quạt. Bởi chị nói giờ nghe nói mà quạt thôi cho giao khoáng cho người ta. Tại mùa làng nóng quá. Ôi, chào ông bà cô chú đi. Gì? Chào ông bà cô chú nha. Ô bà nội nói xong chưa nội ơi? Vịt ngon quá ha. Đây phục vụ quạt hơi nước. Tiền ha. Mini quạt mini. Bỏ nước bỏ đá vô cái quạt nó lạnh con. Bữa nay cũng có lộc ăn nha, ăn heo quay với vịt quay. Mẹ nấu thêm thắt lát khổ qua. Ừ, nấu hồ cá thắt lát. Từ hồi bắt đầu là bán vườn không biết là bán làm sao mà toàn được ăn với này nhậu tối ngày không à. Nhậu tối ngày. Toàn không biết làm sao toàn ăn với nhậu sao mà được hai nhà chủ mua đất ngon à. Ngày có tao có lỗi giữ vườn cho tao bà ơi. Đúng không chị? Cái đó là quay với heo quay chị đem từ Sài Gòn lên á. Ở trên Sài Gòn quay dịch ngon lắm đó chị. Chị trên đó heo quay là ngon, vịt quay với heo quay ngon. Dạ, à nghe đường bự có nghĩa là cái đường nó bán vịt quay nhiều lắm. Nhưng mà cũng phải biết tiệm mua mấy ngày. Dạ. Nó có mấy tiệm nhưng mà mình biết cái tiệm nào ngon không? Cái này nó không có bỏ màu người ta. Dạ, nó không có bỏ màu. Em tụi em ăn không tẩm màu. Tẩm màu tụi em không ăn. Đúng rồi, nên tẩm màu có con nữa ba. Ở Sài Gòn là chỗ nào cũng bán, là bán nguyên dãy vậy đó. Nhưng mà mình phải biết tiệm mình mua. Đúng rồi. Hôm nay mình ngon hả chị? Mình... Ở đây chị mua rồi hả? Không ngon hả? Ở đây chưa mua. Cũng buồn, cũng mua đây không ngon. Không ngon hả? Tại này là người ngoan lắm, biết làm, nó phải làm giỏi lắm. Em có lẩu có ấy không? Có bếp ga không? Có bếp ga thì mình bỏ này sao? Bút tay á mà cô chú. Chín à? Con cười gai. Bữa nay con biết bút tay á. Nè mẹ quạt cho. Quạt mini của bé Moon đó mà cô chú ơi. Quạt đồ chơi của bé Moon đó. Nó có 3 cấp độ nè, mình quạt xì xì gió luôn. Nghe. Cười kìa. Cười với ông bà cô chú kìa. Đem đồ đậm tùm lum. Nè. Chuẩn bị múc tay với ông bà cô chú. Không mặc đồng hở. Chặt. Nghe sao? Nghe xong là nó chỉ lấy vòng vòng chơi. Đồ rời thôi. Đầm là đắm ấy lại nhiều. Rồi đẩy ra trước chơi nha. Cái này cái gì đây? Đi vòng vòng nha ông bà cô chú ơi, đi tham quan nha. Bé Moon đi tham quan nhà. Cười kìa. Đá cười đá. Lén thì bữa nay lén cái bút tay mà cô chú. Cái xong nè. Bạn dạ để em xem cái nó cầm đi chị biết không? Ông đi hái trái cây vô cho con ăn. Đó, lén cái là bút tay à. Trả tiền á. Rồi, đi ra trước nha. Đây, mẹ kéo ra lại. Vậy thôi em cầm 300 ngàn em mua ăn cho những người xung quanh đó. Cho ai thì em cho. Không cầm thì cho, em không cầm đâu. Tại vì có những cái đó động. Con tập bụi không chị? Quan nhầm giọng bà cô chú ơi. Em lấy gì á? Em lấy mấy cái mà em sợ. Mấy cái mà wow, đây đồ chơi quá trời luôn em ơi. Vừa ấy thôi chứ đâu phải là hở hộp đâu. Nó hở cái vai, nó hở vai. Đồ chơi của anh Sóc. Cho phép. Đẹp lắm. Dạ chuẩn bị dành cho em chỗ nè. Rồi ra chơi với con nha. Ông bà cô chú ơi, bữa nay con đi vườn á, vui lắm bà cô chú ơi. Chào bà cô chú đi, cười. Cười kìa. Chào bà cô chú đi. Chào bà cô chú đi, mấy muốn chào bà cô chú nha. Muốn chào bà cô chú nha. Nãy giờ muốn đi tham quan á, chú có trồng bông trồng hoa nhiều lắm. Muốn đi vòng vòng muốn tham quan á. Chó mát quá. Bữa nay mẹ sắm cái quạt nè nên là mát. Cười kìa. Muốn cười kìa. Chào. Nãy giờ chào. Hái được trái băng cục nào chưa? Chưa có đi hái băng cục ông bà cô chú ơi, mà con vui vậy đó.
Giờ cha mẹ chuẩn bị đi thu hoạch măng cụt nha. Đó, mà cô chú coi bữa nay bé Mun nhiều chuyện nhà già chuyện kìa. Hai cha con sao giống nhau quá. Ê. Mẹ cha bắt cái quạt lên đi. Cái quạt này nghiêng là nó cũng không có phun sương nữa. Vậy hả? Để đứng vậy đó hả? Phải đứng yên nó mới phun sương. Cái bếp nó không tới hay sao á? Tới. Đây, Linh mới sắm cái quạt này có 200 mấy à, mà xài cũng tiện không bà cô chú ơi. Mình bấm nè. Hay là mới đây hư rồi. Đó. Đó nó phun sương ra vậy đó không bà cô chú. Mình bỏ đá vào cái nó lạnh, phun ra mát. Tại Linh sợ nóng nè, cái đi có em bé cái mình ginh đi đâu mình ginh theo coi chừng nó phà vô lỗ mũi á cha ơi. Cho quạt cái chân cho mát cái chân thôi. À, nó vui không bà cô chú, quạt ra mát mát cái giò nó phải nó vui kìa. Vui không? Có gió nè. Đó, gió nó ra hơi hơi nhẹ nhẹ vậy á. Mạng nít nó phái. Trời nóng nè ông bà cô chú các bạn, mình mua một cái gì mình để ở nhà mình quạt. Đi đâu mình ginh theo không được, mà xài cái điện bằng sạc dự phòng. Khỏi cần ghim điện. Cái này không biết nó có ghim đi đâu cũng được. Sạc được không ta? Nếu mình ghim trực tiếp cũng được á, nhưng mà mình có cục cạc sạc dự phòng, mình ghim đi đâu mình xài cũng được hết á. Nhưng mà rút sạc dự phòng tắt đèn. Rút là sạc dự phòng là tắt á. Nó phải có điện nó mới sạc được. Chứ không phải là nó tắt điện mà là nó xài điện trực tiếp vậy á. Bây giờ là chuẩn bị dọn không bà cô chú các bạn ơi, anh An đang múc lẩu khổ qua thắt lát, lát mình ăn mình mới nhúng sao. Cá này nó mua ngoài chợ. Múc đi rồi cái mình bưng bưng lên cái có gì mình chăm thêm. Dạ. Rồi vậy được anh. Để đầy quá lát không nhúng rau được. Rồi anh lên. Hoặc là trong cái bọc chanh này cái còn không? Này khổ qua mẹ lúc sắc nè. Rau, cái này là rau tầng ô hay là gọi là mẹ nó hay kêu cải cúc gì á. Cái này là vịt quay, chị mua. Dưa leo. Khổ qua thắt lát lắm, mình ăn mình nhúng vô. Vịt quay, heo quay. Rồi lên hả? Đừng nói cháy giấy là biết rồi. Cháy giấy rồi, phải cháy vô. Lạch chút rau của người cha. Thành cơm của cho em xuống cắm lại cho Linh nha, chú muốn ăn hả? Ờ, cắm lại đi. Trên nhà mình ăn cơm đâu. Không mở cho em hai mẹ. Có khăn với ướt nữa anh Trung. Thế là khăn với ướt là sẵn. Đúng. Này mình bảo qua trước thôi bà. À bảo qua trước kìa con. À, hậu giang nó đậm đà. À, thích mùi hậu giang thơm. Hậu giang chị em nói gần nhà anh Dũng hả? Chưa tới ban cửa hả? Cái anh... Cái con à. Có ai có nhà thục vô trong cái góc nó tư gì? Nó không mở. Minh Nhật. Đây nó hả? Nó quay không có bánh lặng bên kia. Bà chị đậm đà. Nó không có tròn đỏ ở bên kia là trẻ. Đang sò chậm chín luôn. Ừ, đang sò chậm chín. Mà như thế bên kia nó bự hơn đây. Bên đây nó nhỏ hơn. Hồi nãy 320 ha. Mắc bằng mà. Bên kia nhớ 300. Con này dâm mà con. Con nó bằng bằng nó chặn chặn nhau mà. Nó chênh lệch chắc mình ra. Nó chặn chặn không à. Dạ. Đấy con dịch. Hai hộp, tôi thở lấy gì mà có hộp rồi nhé. Nó chia hai hộp là nó hiểu rồi. Chia hai hộp, tôi dịch chia hai hộp. Bắn là hình nửa con chia hai hộp. Nó chia hai hộp, nó chia hai hộp, nên mình cúng. Tính từ này đang có 109 à. Bắn về nó chia hai hộp, nó dịch rẻ, tao có 109 à. Mình không biết đâu. Em nói sao mình mua cái đồ rẻ vậy, chỗ thường ngày mua quá. Bánh chia hộp lớn hộp nhỏ mình biết chứ. Đâu, xong về mở ra mình thấy nó hết, mình cũng không biết. Không biết là mình tưởng một con lên. Cái lá hồi đem uống xong rồi mình lấy vô mình ăn, mình nói chỗ chục kỳ vậy. Mà em cũng kỳ nữa, em không nhìn cái cổ với cái đầu cái chân. Chỉ có nó mới chụp nhớ, mình ăn nó mới biết đó. Nhìn... ăn nó biết đó. Nó mới chụp nhớ, mình chết mò bài. Đừng có đóng xong rồi mình về hả? Không về hay đợi nó vô là. Bẻ vô con vô cọc đó mình trả tiền cho người ta xong rồi ấy không về. Tính tiền mình như mình trả trong ấy. Nghỉ ngơi đi đi. Mới của em anh hai để này quá.
Để mình coi nhiêu tiền là mình ừ, cho ừ. Bé chúng mà quay luôn. Có mà, có gì vậy? Có thằng của mình làm cho hết. Anh ơi, có gì vậy? Tiền công mình chia đôi. Đúng rồi. Ừ. Tiền công, hỏi tiền công mấy ngày mình chia đôi. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì mới dùng cơm trưa xong á, bây giờ là trời cũng hơi mát mát này à, Linh đi ra thăm vườn xíu bà cô chú. Với mình coi có cái gì chín thì mình hái về. Giờ này là chiều rồi nhưng mà còn cũng nắng quá ông bà cô chú các bạn ơi. Quá nắng, Linh lấy cái cây này để đi múc móc trái cây ha. Coi thử có trái sầu riêng, trái bơ nào chín thì mình hái. Trong nhà thì được chứ mình ra đây nó cũng đỡ hầm. Bông mọc dại mà mọc tốt quá ha. Bữa nay sầu riêng cũng bự hết rồi nè. Mấy cái bơ này chín chưa ta? Hái bơ này được không anh? Chưa, thấy nó cũng có đốm đốm ấy, thấy cũng sần sần á. Bơ cũng trái quá trời trái nè. Trái còn quá trời. Tí vô mình coi nha, qua coi mấy cây sầu riêng. Sẵn là Linh đi thăm vườn, Linh kiểm tra. Tại mấy bữa anh An lên không mà chứ Linh không có lên. Đi thăm coi chứ vui vui. Sầu riêng bữa nay bự hết không mà cô chú ơi. Trái giờ tầm ký mấy hết rồi. Ô anh ơi anh qua coi nè. Thanh long. Thanh long nè. Nó ra trái nẹo hết trơn bà cô chú các bạn ơi. Cái này là ăn không có xịt thuốc. Thanh long này là mình không có xịt thuốc. Chứ xịt thuốc là trái nó còn to dữ nữa. Mình không xịt thuốc, mình để cho nó tự nhiên đi, ăn cho nó tốt. Bữa nó có chín trái đó, ai hái vậy đó, coi cháu hái trái. Wow, cây sầu riêng bên này còn bự hơn đó nè anh. Cây này chắc mấy chục trái luôn á, 2-3-40 cái luôn á ha. Quá trời trái luôn kìa. Cây nhỏ mà trái nhiều quá ha. Em hồi bữa giờ em chưa có đi qua bên mé ghìa bên đây anh ơi. Đi qua ghìa bên này coi coi, cái ghìa sát nhà chú này. Chôm chôm là tới mùng 5 tháng 5 mới hái được mà cô chú. Bữa nay nó cũng ra trái hơi xanh xanh này nè. Đây còn khoảng đất trống quá trời. Dưới sữa hoàng kim, dưới sữa hoàng kim hồi đợt Linh lên thì trái nhiều lắm mà. Tại vì giờ hết mùa hay sao á. Mấy cây mai, mấy cây me nữa, me cũng ra bông quá. Mấy cây sầu riêng giáp ganh với chú này coi thôi, có trái dữ không. Cây này lá nhiều ha. Lá nhiều. Được một cái trái à. Được một, nó giống như là trái bói năm đầu vậy á. Qua bên này nè, bên đây vườn chú hàng xóm ha, là sầu riêng dữ nữa. Ôi vườn chú mấy cây trái bự quá kìa. Ừ. Vườn chú cây mai bự ghê vậy. Mai chú khiếp khủng luôn ha. Chú có nuôi chó nè. Bữa thu bì mới ngay bữa ôi tôi đi thăm vườn mấy chú chó ơi. Rồi cây sầu riêng này của chú trái bự ghê. Thôi mình ra mình coi có bơ, mình hái bơ đi ha. Ngoài đầu ngõ có cây bơ ăn trước không bà cô chú. Trời ơi, đó chắc chua à, hái được à, đem hái. Đây trái nữa nè, trái này còn nhỏ, trái này bự à, trái này chín nè. Ổi ngon ghê mà cô chú các bạn, nhìn màu là biết ổi ngon rồi. Đó. Ok đó. Cắn vô cái giò ngọt lắm, ổi này ngọt lắm. Vài bữa tới trái cây chín rồi, ông bà cô chú các bạn nào mà mình có nhu cầu đi tham quan vườn đăng ký Linh ha, Linh thiết kế tour cho. Tại Linh cũng học du lịch mà. Wow, cây bơ này trái nó nhiều quá, nó chín mình không bẻ nó rụng tùm lum hết trơn nè anh. Mấy cái này nhám nhám không biết chín chưa nè. Wow, ông bà cô chú coi nè. Cái nào mà nó đen cái đầu kia, có cái đen kìa bên kia kìa. Đó, em coi cái đó là già đó. Chín luôn rồi nè. Trái này chưa có ấy mà nó chín, muốn chín cây luôn, ít rụng luôn rồi trời ơi. Cái này nó cũng chín, nó rụng nè, mình lụm ha. Để một chỗ rồi đi. Để một chỗ cái chiều chiều mình ra lụm. Thấy thương không, cái bơ này công nhận cái trái nó nặng thiệt á.
nó sai trái thiệt nhưng mà nó không có được dẻo như mấy cái ghen. Cái giống này là hình như bơ gì á, hồi bữa lên lên hái cái bơ Nam Long Nam Lóng gì á, lên bán cho chị kia. Quá trời, mấy cô bán lẻ rồi mấy cô ăn thích dặn quá trời luôn, mà cây đó hái được có mấy chục ký à, hết rồi. Giờ còn bơ này không bà cô chú ơi? Bơ Nam Lóng thì giá nó cao. Bơ này xây sinh tố. Bơ này bơ xây sinh tố. Nó cũng sần sủi nhám hết trơn rồi ha. Quá trời luôn. Trái nẹo luôn. Mấy cây ở ngoài ngõ này trái lừ hết. Cái này nó chín nó rụng nè anh ơi, chứ không phải là nó bị thúi đâu, nó chín nó cái rụng nè. Tại mình không bẻ cái nó rụng nè. Nè, nó tém tém nó rụng nè. Nè, già rụng. Vậy là mình phân biệt là nó tím tím. Nó tím tím là nó già. Mấy trái này thì nó rụng rồi lâu quá không lụm cái nó bị nám, nó bị thúi. Giống như trái này cũng còn được nè. Hai trái này. Mấy cái nào mà nó cuốn. Cuốn còn tươi á. Cuốn nó tươi vậy nè, giống như là nó vừa rụng. Này lên hái về nhà để dành xây sinh tố ăn thôi chứ không có bán. Giật hả? Chùm này phải không? Thì ở dưới con trái đen đen là hồng hồng tím tím cả. Cái cây này nó hơi dài quá. Cái này phải không? Bên kia, bên kia. Đâu? Đó. Thấy được không? Anh hái cho. Em coi coi. Tập hái cho quen. Trái này phải không? Kia, sụp ra bên kia nữa. Trái hả? Đó, ừ, trái này nhỏ, tím tím đó. Trái này thấy nhỏ quá vậy? Đó, tím rồi đó. Ừ. Mà hái bơ hái kiểu này dập hết. Phải có cái lồng á, cho nó gớm vô cái lồng á. Nhưng kệ. Trên cái cuốn á. Cũng cao. Chùm này được ha. Đã đen hết rồi nè. Đen nguyên chùm luôn nè. Đó. Đó. Nè. Bơ nó gần chín là nó đen gì nè ông bà cô chú ơi. Nè. Đen nó nổi đốm. Nó nổi đốm hết trơn, đốm nó đen đen. Giống như trái này là người ta bán là người ta cắt rồi đó. Mình lấy không? Chưa. Thôi để đi từ từ hái. Tại mình cũng đâu ăn nhiều, ăn hái vài trái thôi. Giờ mình đi vô vườn kia ha. Đi vòng vòng coi nó đi. Đi tiếp đi. Tại mấy bữa anh ăn đi không Linh không đi. Khoảng này xíu rồi ra hái sau không bà cô chú ơi. Linh không có lấy cái gì đựng nên hái nhiều quá cũng không có chỗ cầm. Giờ mình đi tiếp không bà cô chú các bạn. Này là Linh với anh An gán có tiền rồi cất cái nhà nó để lên này ở. Giờ chưa có. Bơ này bơ Nam Lóng phải không anh? Bơ Nam Lóng mà giờ hết trái rồi. Bữa bẻ hết rồi. Bữa bà bẻ bán hết rồi mà cô chú ơi. Không còn trái nào hết. Còn trái con mới ra. Tê mai nè, được mấy cây mai. Dưới sữa hoàng kim. Đi cặp cặp bên đây nè, bữa em chưa đi mấy này, chưa đi tham quan mấy này. Vào cái vú sữa hoàng kim này năm nay mà tới mùa trái là trái cũng dữ lắm á. Tốt ha, cây này làm như chịu trời nắng á, trời càng nắng nó càng tốt mà. Mai nữa nè, trên đất này nhiều mai lắm bà cô chú ơi. Ừ, làm như me tới mùa hay gì ra bông có trái luôn nè. Trái luôn nè, me có trái luôn nè. Me này me chua chứ không phải me thái không bà cô chú ơi. Chú bị người ta lừa rồi. Người ta nói là bán giống thái chú mua. Chú sữa hoàng kim cũng ra đựng trái nè. Ừ, sót một trái à. Ôi, mấy con chó. Mấy con chó nó phái sủa ghê. Được một trái. Ừ. Vú sữa hoàng kim này được cái là cái mã nó đẹp thôi chứ Linh thích ăn vú sữa thường hơn vú sữa hoàng kim ha. Mè chỗ bông quá trời. Mấy cây bưởi năm nay chưa có trái. Hái ít lá bưởi vậy để dành xong anh ơi.
Đi vô hai cái xe bưởi dưới kia kìa. Bưởi dưới sữa. Thơm lắm, lá bưởi thơm lắm bà cô chú các bạn. Ở đây được có cây vú sữa nhỏ nè. Vú sữa trắng. Bữa nay tháo hàng rào ra, tại bữa nay là lấy nhận sổ mà cô chú đi nhận sổ xong rồi cái tháo hàng rào ra để mình gào lại, gào ganh lại. Đây được cây chôm chôm đó mà cô chú ơi. Wow, cây sầu riêng. Trái này còn non, bự mà còn non. Mấy tuần đó. Cây sầu riêng này cũng còn bự quá anh, nhưng mà nó cái giống này bự anh chú nói là giống chín hóa. Chín hóa hả? Trái này ơi. Ơi cái trái nó cái đít ngộ lắm anh, cái đít nó bằng trang mà nó hót vô. Nè. Nè, cái đít nó bằng trang không bà cô chú, nó bị hót vô. Cây này cũng lâu năm rồi, nó đang ra lại lá non này ha, cũng tốt ghê chứ bù. Về vô vườn măng cục. Bữa giờ nổi lên cái chen ăn gỏi gà măng cục bà cô chú các bạn ơi. Wow, cái vụ mới nè, cái đợt bông thứ hai nó ra cũng đậu trái hết trơn rồi nè. Bữa mẹ tưởng là nó không đậu. Đậu quá trời nè. Không đậu mà thấy nó ít. Trái này chắc chưa hái được ha, chưa còn non ha. Chưa. Em giờ nó hơi điểm, hơi tím tím. Ông bà cô chú các bạn ơi, thì nãy giờ là đi là Linh thu hoạch được nhiêu đây nè. Cái nón đi sao rồi, cái nón nó muốn xét ra luôn. Được 4 trái măng cục chín, để Linh thử một trái ha. Thưởng thức thử một trái tại vườn. Ông bà cô chú các bạn mà mình có nhu cầu đi tham quan vườn trái cây á, thì mình cứ liên hệ Linh, Linh sẽ lên chương trình tour cho ông bà cô chú các bạn mình đi tham quan vườn trái cây nha. Wow nè. Cái trái măng cục mà nó có 1, 2, 3, 4, 5 muối. Cái 5 cái bông đó là ở trong nó có 5 muối. Wow. Mời ông bà cô chú các bạn thử thức thử nha. Nè. Thử thử thức thử. Mời ông bà cô chú các bạn. Ừ. Vỏ mỏng mà ngọt ngọt chua chua ngon ghê á. Ngon quá. Xuất sắc luôn bà cô chú các bạn ơi. Khi nào mà nó chín cái mình ra tại góc mình ngồi mình ăn. Nửa tháng nữa là nó chín. Giờ nó chín thôi, ngon ha, ngọt ngọt chua chua ngon ghê á bà cô chú các bạn. Trái này liệm luôn. Còn mấy trái này thì Linh đem về thử để làm gỏi, nhiều đây thôi, hái nhiều quá Linh cũng hơi tiếc tiếc. Không biết là nó chín hay nó sống nữa. Thử thôi. Rồi mai mốt mà nó có già thiệt thì làm thử. Còn này là trái này nó chưa có chín hung. Trái này là nó đen vậy là chín nè, chín thiệt nè. Còn trái này mới chín hơi hơi à. Để ngày nó cũng chín nè. Chín mà rung mạnh nó rụng luôn nha. Thôi bây giờ thì Linh sẽ đi vô để đi chuẩn bị về không bà cô chú các bạn. Ở ngoài này thì nó cũng hơi mát mát mà nó đứng gió lại cũng hơi nóng nóng. Đi xíu bành cái nón lá. Bỏ cái giò này luôn. Rồi đi vô thôi. Còn đi hái coi còn gì chín đâu mình đi hái, nhưng mà đi vô. Dạ. Sầu riêng à? Nó cao quá con hái không tới chú ơi. Còn sầu riêng cộng bà cô chú. Cây này nó bự ghê á chứ. Ăn trái đã miệng thiệt luôn á. Chào bà cô chú các bạn ơi, thì nãy giờ Linh đi vườn hái bơ xong rồi, bây giờ thì Linh cũng chuẩn bị về để kịp ông bà cô chú. Rồi cảm ơn con nha, giờ con đi về. Cảm ơn chị, cảm ơn từ ông nha. Rồi hẹn gặp lại ông bà cô chú ở những video tiếp theo nha. Mỗi tuần là gặp cô một lần. Rồi ok. Rồi bye bye bà cô chú các bạn. Vậy thôi.